Anh Khoa mến chào quý khán thính giả. Chúng ta đang cùng gặp lại nhau với Audio Voice của anh Khoa. Và đây là thể loại Nam Mỹ. Chúng ta cùng nhau thưởng thức Bên Tóc Mai, Không Phải Hải Đường Hồng trong lần đọc truyện này. Tác giả nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Nhi, phần dịch của bạn Phong Bụi. Trình Phượng Đài suốt ngày ở bên ngoài mê chơi, Mợ Hai ở nhà cũng có trò giải trí của mình. Trò giải trí của cô hiển nhiên an tĩnh, nhàm chán hơn nhiều. Cho dù là sau khi đã lập gia đình, Mợ Hai cũng tuân thủ nghiêm ngặt cổ quấn, không bao giờ dễ dàng hội kiến đàn ông ngoài dòng tộc. Cùng vui chơi với cô đều là các cô nương, dâu nhà mình hoặc là thái thái, tiểu thư nhà khác. Trình Phượng Đài ngày hôm nay về đến nhà cũng phải hơn 10 giờ rồi. Gian nhà chính trong nội viện vẫn đèn đốm sáng trưng và tiếng cười nói thì lanh lảnh, lò than cháy đỏ rừng rực. Hai con trai cùng cô Tư cởi dài nằm ở trên một cái giường đất ném đậu túi chơi, và trên giường đất tung tóe mứt táo đậu phộng và kẹo. Vẫn là cô Tư thắng được nhiều nhất. Bà vú của cô ở bên giường đất bóc chiến lợi phẩm cho cô ăn. Mợ Hai cùng Phạm Kim Linh rồi Tưởng Mộng Bình rồi cùng bà Tư Trình Gia ngồi đánh bài cùng một bàn. Các cô đều mặc trang phục ở nhà. Bà Tư thì mặc một chiếc sườn xám, bên ngoài cuốn một tấm khăn lông bạch hồ xõa vai. Mợ Hai vẫn mặc bộ sườn xám màu hoa hồng kiểu cũ. Trên đầu có một đôi gài tóc hình kim phượng xòe đuôi. Mái tóc uốn xăng xoăn của Phạm Kim Linh được bên thành một cái đuôi sam. Mặc áo vái Tây Phương, trên cổ và tay đeo một bộ trang sức trai ngọc hồng. Và Tưởng Mộng Bình chỉ mặc một bộ áo bào lụa dài tay, đã đủ bộc lộ sự thanh lịch xinh đẹp của cô rồi. Thật là gấm lụa châu ngọc phấn xạ chi hương đều có phong vận riêng. Ở giữa những ôn hương noãn ngọc này, Trá Trá mặt không biểu cảm ngồi sát ngay bên Mợ Hai, nghiêng nghiêng người nhìn Mợ Hai chăm chăm rồi tựa như đang cầu xin điều gì á. Mợ Hai thì cứ mãi sờ bài, cũng không để ý tới cô. Trình Phượng Đài từ trước đến giờ tự tại phóng khoáng, người lớn trẻ con đều không sợ hắn. Thấy hắn trở lại, rối rít gọi anh rể một tiếng, đồ chơi trong tay vẫn giữ nguyên, cái mông cũng không dịch khỏi ổ. Chỉ có Mợ Hai mắt lạnh lạnh nhìn Trình Phượng Đài rồi im lặng. Trá Trá chỉ lo cho nhìn chằm chằm Mợ Hai, cũng không để ý đến anh. Trình Phượng Đài cười nói, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy, Tết rồi sao? Tưởng Mộng Bình cảm thấy rất ngại, khom người ngượng ngùng nói, tôi lại quấy rầy cả đêm, thật là... Trình Phượng Đài thấy vị mỹ nhân này liền cảm thấy thân thiết, giơ tay lên không ngừng ấn xuống. Chị cứ ngồi, chị dâu là khách hiếm, lúc này mới thấy sớm, còn sớm mà chị chỉ để ý chơi tận hứng là được, muộn em bảo xe đưa chị về. Không cần đến xe của anh rể đâu, Phạm Kim Linh ngửa mặt nói, anh Hai muộn chút sẽ tới đón chúng em. Trình Phượng Đài lòng nói, anh Hai cô nếu như bị đàn bà cuốn lấy, chui rút trong chăn, nào có nhớ tới mấy người là ai. Vừa đứng ở sau lưng Phạm Kim Linh nhìn bài của cô một chút thì cúi người xuống rồi nói, đánh chung đỏ kìa. Phạm Kim Linh đẩy hắn ra, anh rể, anh đừng có quấy rầy, bài đều là bị anh gọi ra rồi. Trình Phượng Đài liền ngồi ở một bên uống trà. Mợ Hai nhìn Trình Phượng Đài rồi cười nói với Tưởng Mộng Bình, dù sao anh họ cũng không có ở nhà, em ngược lại có lòng giữ chị dâu ở lại một đêm, đánh bài nè, rồi trò chuyện nè, người khác có thú vui, chúng ta lại không biết tìm thú vui sao? Tưởng Mộng Bình nghe không hiểu được ám chỉ trong lời nói của Mợ Hai, sững sờ một chút mới cười nói, Chi Tân bây giờ ngược lại không phải là người thích tìm thú vui, anh ấy tối nay đi Thiên Tân phá án mà. Mợ Hai nói, anh họ rất tốt, không giống như người em trai kia của em trai em gái rồi bà dì già trẻ lớn bé trong nhà, hắn chuyện gì cũng mặc kệ, chỉ thích ở bên ngoài chơi bời, và cũng chẳng biết ở bên ngoài có thứ gì hay ho hấp dẫn như vậy. Trong miệng cô nói với em trai nhưng lại lườm nguýt Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài thầm nghĩ mình bị cô nói đúng rồi, thật đúng là có một thứ rất hay ho, hấp dẫn đó chứ. Mợ Hai vốn thì không quản hắn quá chặt,
Nhưng dạo gần đây, hắn đi ra ngoài quả thật là quá thường xuyên. Bận hai có chút bất mãn là không tiện nói ngay mặt. Ý tứ trong lời nói này, bà Tư cùng với Phạm Kim Linh đều hiểu. Ngay cả người giúp việc bà Vú trong phòng cũng hiểu. Chỉ tưởng Mộng Bình rậm chậm chạp, không phát giác. Về điểm này, cô cùng với Thương Tế Nhụy thật sự là sư tệ tỷ sư đệ đồng môn. Tướng Mộng Bình cười nói, em Liên còn nhỏ, tâm bất định, đợi sau này lấy vợ rồi sẽ tốt hơn. Mợ hai nói, điều này thì cũng chưa chắc, cũng phải là một người vợ có thủ đoạn chế ngự được hắn, bằng không chỉ có nước chịu ấm ức thôi. Hắn từ nhỏ đã được nhà cưng chiều quen rồi mà, từ nhỏ đã là một ông tướng rồi, ngoại trừ ăn uống chơi bời trong mắt còn cái gì khác đâu. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ còn nói tiếp thì còn lâu mới nói hết. Mợ hai có thể chỉ chó mắng mèo, như vậy nói 2 tiếng đồng hồ ấy chứ. Đánh trống lảng nói, ai Trá Trá sao thế? Không vui sao? Nói anh nghe coi nào. Trá Trá nghiêng đầu, không trả lời Trình Phượng Đài. Mợ hai buộc miệng nói, anh giờ mới nhớ tới hỏi cô. Nói một chút phát hiện giọng quá cao, ngay trước mặt người ngoài, không thích hợp. Liền hạ nhẹ giọng nói, cô ba muốn đi học, tôi không đồng ý. Đang nói chuyện này, Trá Trá cau mày nói, chị dâu, 2 đứa cháu của em đều có thể đến trường học. Mợ hai nói, bọn nó là con trai, cô là con gái, không giống nhau. Cô muốn học không phải là mời thầy dạy rồi hay sao? Nếu là thầy dạy ngại, dạy học vấn không đủ, không dạy nổi cô, chị đổi cho cô. Chị Kim Linh là con gái, không phải cũng đến trường học hay sao? Kim Linh là 15 tuổi mới vào trường học, cô còn kém 2 năm nữa cơ mà. Mợ hai liếc nhìn Phạm Kim Linh, huống chi đó là lúc mà chị đi lấy chồng. Anh hai nói lén lén lúc lúc giấu giấu cho nhà nó vào trường học, cũng không thương lượng với chị. Và nếu như chị mà ở nhà, anh hai nó cũng không dám đưa ra cái chủ ý này đâu. Phạm Kim Linh trong lòng lén lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tôi nếu như không đi học được, chút vậy cũng có thể sẽ trở thành một cô nương kiểu vũ trong đình đài lầu cát, đời người còn cái gì thú vị để nói chứ. Trá Trá lúc này mới cao giọng nói, con gái lão Cát là còn nhỏ hơn em 4 tuổi cũng đi học rồi kìa. Lão Cát là người thế nào, chúng ta là người thế nào, chuyện này cũng có thể so sánh sao? Mở hai giọng chậm rãi, kiên định nói, chuyện này qua 2 năm nữa đi rồi bàn. Người trên bàn này tưởng Mộng Bình là khách, không tiện xen vào chuyện nhà người khác. Phạm gia em gái em trai xưa nay vẫn luôn sợ chị, cũng không dám nói nữa. Bà Tư luôn nghe theo sự sắp đặt của mợ hai. Trá Trá thì lâm vào tình thế tứ cố vô thân. Lúc này cô từ trên giường đất bò dậy rồi hô, chị dâu, em cũng muốn đi học cùng với chị ba. Trình Phượng Đài nhìn có chút hả hê, cười một tiếng, không nghĩ lại có một kẻ nữ dám tạo phản như vậy. Bà Tư lập tức quát con gái, Mỹ Âm, ngồi xuống. Mợ hai chuyển hướng bà Tư rất hòa nhã, mỉm cười hỏi, dì thấy thế nào? Bà Tư này mặc dù là thiếp của phụ thân Trình Phượng Đài, ở Trình gia bối bổn phận lớn nhất, nhưng bây giờ người cầm giữ kinh xê sinh kế của gia đình chính là mợ hai. Mợ hai khi chưa về nhà chồng thân là trưởng nữ, trời sinh một loại cường thế uy nghi của người địa vị cao quyền chức trọng. Bà Tư thì xuất thân từ nhà nghèo, còn nhỏ hơn mợ hai 2 tuổi, bình thường vẫn có chút sợ hãi cô. Ở trước mặt mợ hai, trên mặt luôn là nụ cười lấy lòng. Cô cũng biết những tư tưởng tân phái của Trình Phượng Đài, nhưng càng sợ đắc tội mợ hai hơn. Dĩ nhiên chỉ có thể nói, tiểu thư nhà chúng ta kiều kiều nộn nộn, Mỹ Âm ăn cơm còn phải để cho bà Vú đút cơ mà, làm sao có thể đi học được chứ? Ý tôi cũng là phải đợi 2 năm nữa, sau khi lớn, thân thể chắc chắn hơn một chút thì hãy tính, không ngay cả bút cũng cầm không vững nữa. Mợ hai rất hài lòng, gật gật đầu, suy nghĩ của dì cũng giống con ạ. Rồi nói với Trá Trá, cô thấy rồi đó, tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau. Thương cô là đứa trẻ không cha không mẹ, lại lớn lên ở bên cạnh chị. Trưởng tổ như mẹ, chị đại khái vẫn có thể quyết định được việc của cô. Chuyện đi học bây giờ cũng không cần nói nữa, chỉ là không thể đồng ý rồi. Con gái con đứa ở bên ngoài, chẳng may không cẩn thận xảy ra chuyện rắc rối gì, chị còn có mặt mũi nào nhìn tổ tông Trình gia nữa. Và nếu không tự cô nói chuyện với anh cô, hắn đồng ý với cô rồi thì chị chẳng nói gì nữa. Trá Trá liền quay đầu lại lớn tiếng kêu lên, anh
Trình Phượng Đài cười cười, trong đầu nghĩ không đấu lại chị dâu mày mới nhớ có thằng anh này hả? Anh đã nói rồi, đợi 2-3 năm nữa rồi tính, còn hỏi anh cái gì? Nhà chúng ta đã định ra quy củ từ lâu, anh chỉ cần lo kiếm tiền, những chuyện khác đều do chị dâu em quyết định, em phải nghe lời. Chị dâu nuôi lớn em giống như mẹ vậy, còn có thể hại em sao? Trình Phượng Đài, nếu như nháy mắt không cẩn thận sẽ bị mợ hai phát giác, chỉ có thể nhìn em gái ánh mắt bình tĩnh, rất dùng sức. Trên cái thế gian này đại khái chỉ có Trá Trá cùng Phạm Liên có thể lĩnh hội dụng ý của cái ánh mắt này của hắn. Trá Trá lúc này liền không nói nữa, ngồi thêm một hồi rồi cáo từ đi ngủ. Mợ hai lên tiếng, bọn nhỏ cũng đều đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Trình Phượng Đài đứng lên ngoắc ngoắc cái tay với bọn nhỏ. Đi, ba đưa mấy đứa về phòng. Đại thiếu gia cùng với nhị gia nghe lời này đều có một cái loại cảm giác được yêu mà sợ. Cha chúng nó đã rất lâu rồi không có ngàn gì tới chúng, vội vàng xỏ giày chạy đến bên cạnh cha. Nhị thiếu gia vừa muốn nắm lấy tay phụ thân, không ngờ Trình Phượng Đài ngồi sõm xuống rồi nói, Mỹ Âm tới, anh cõng em. Mỹ Âm hoang hô một tiếng, nhòi người lên trên lưng của Trình Phượng Đài, cái cánh tay ôm cổ hắn, rồi mứt táo dính trên tay bôi đầy áo cổ áo hắn. Rồi Trình Phượng Đài không thèm để ý. Nhị thiếu gia rất là thất vọng cực kỳ, cắn môi dường như sắp khóc đến nơi rồi. Anh nó kéo tay áo nó, bảo nó không được nũng nịu. Trình Phượng Đài cõng em gái, cười nói với Phạm Kim Linh, Linh cô nương, cô phụng bồi chị dâu chơi vui vẻ nha. Cái thằng anh hai khốn kiếp kia của cô, nếu không tới đón được các cô thì liền phái người đi gọi lão Cát. Nhất định là phải nhìn thấy chị dâu cô vào cửa rồi mới được đi khỏi. Thật ra thì vẫn ở lại là tốt hơn. Phạm Kim Linh bây giờ cùng với Tự Mộng Bình rất là thân thiết với nhau, còn cảm thấy thân thiết hơn so với anh chị ruột nữa. Cô tất nhiên là quan tâm hết mức, nào có đến lượt Trình Phượng Đài dài dòng lo việc rỗi hơi. Trình Phượng Đài lại nói với Tử Mộng Bình, chị dâu, xin lỗi không tiếp chuyện được, xin lỗi không tiếp chuyện được. Ngày khác khi nào anh họ trở lại, nói với anh ấy là em mời anh ấy ăn cơm nhé. Tử Mộng Bình cười nói, ai, nhất định tôi chuyển lời cho anh ấy bận bịu thực sự. Trình Phượng Đài nói, sau này anh họ không ở nhà, chị cứ tới chỗ này chơi, chơi cùng với mợ hai chúng tôi, mấy người có chuyện hợp với nhau. Mợ hai được hắn quan tâm một chút hả? Trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, khẽ cười rồi nói, mau đi ngủ đi, lại nói nhiều rồi. Trá Trá đứng dậy bên cạnh mợ hai muốn đi, mợ hai kéo cổ tay cô một chút rồi ánh mắt ấm áp, nói rằng, ngoan lắm. Tình cảm giữa chị chồng, em chồng, chị dâu bọn họ không tầm thường, thật gần như tình cảm giữa mẹ với con, không vì chút chuyện này mà có trở ngại. Trá Trá vỗ vỗ tay mợ hai, ôn nhu nói, chị dâu em biết chị cũng là người muốn tốt cho em mà. Trình Phượng Đài lượn quanh như một cái hành lang, đỡ em gái nhỏ từ trên lưng xuống bỏ vào trong lòng bà vú, lại đuổi hai thằng con trai đi, chuẩn bị nói chuyện cùng Trá Trá. Mỹ Âm muốn ngoẩy tay chân kêu anh vẫn chưa cõng đủ, không chịu xuống, nước mắt dưng dưng biểu môi, và bà vú dốc 10 phần tinh thần dụ dỗ cô, bế cô đi. Nhị thiếu gia vòng quanh bên chân của Trình Phượng Đài mấy vòng vẫn như khó dứt ra. Trình Phượng Đài nói, ý mau trở lại phòng đi, còn đi theo người ta làm cái gì? Trước khi nhị gia thiếu và bật ra tiếng khóc, đại thiếu gia liền lôi nó đi. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 25 của truyện đọc Bên Tóc Mai Không Phải Hai Đường Hồng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiếp các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.